Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 5 tập 83. Ở cuối tập trước, sau khi nhìn Hắc Mang bất ngờ đổi hướng, làm cho Tư Viêm có chút thất thần, cảm thụ được năng lượng khủng bố bên trong Hắc Mang, da đầu không khỏi có chút tê dại. Thế công của Hắc Mang cực nhanh, dù là Tư Viêm cũng khó có thể phản ứng kịp thời, bất quá trong lúc cấp bách, đấu khí trong cơ thể tự động vận chuyển mà tràn ra bên ngoài thân thể. Đấu khí vừa tuôn ra, Hắc Mang cũng vừa tràn tới, mang theo một mùi tanh thối khiến người khác buồn nôn, hung hăng đánh vào màn đấu khí hộ thể xung quanh Tiêu Viêm. Vừa chạm vào nhau, đấu khí nóng cháy màu lục sắc, như băng tuyết gặp phải mặt trời, cấp tốc tiêu tán, gần như ngay lập tức. Đấu khí hộ thể bị Hắc Mang mạnh mẽ xé ra, cuối cùng không chút khách khí mà hung hăng đánh vào thân thể của Tiêu Viêm. Lúc va chạm vào, không hề sinh ra chút lực lượng nào, nhưng mà Hắc Mang lại như một loại chất lỏng, trong nháy mắt biến mất trên da của Tiêu Viêm. Từ lúc làn Hắc Mang phá vỡ đấu khí hộ thể, đến lúc tiến vào thân thể Tiêu Viêm, xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi. Đợi đến lúc hắn tinh thần hồi phục lại, thì làn Hắc Mang đã đi vào trong thân thể, mà ở chỗ bị xâm nhập vào, lưu lại một hắc ban bằng ngón cái. Phục hồi lại tinh thần, Tiêu Viêm trước tiên sờ vào khối hắc ban ở trên ngực, vừa cúi đầu nhìn xuống thì kinh ngạc phát hiện, từ khối hắc ban kia đang lan ra những tia hắc tuyến. Mà những bộ vị bị tia hắc tuyến lan đến đều là những huyệt vị cùng với kinh mạch trọng yếu. Khi nhìn thấy cảnh này, Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời thay đổi, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, quay về phía Hà Tất Nham quát lên, ngươi đã làm cái gì? Từ lúc Hà Tất Nham phun ra màn hắc mang thì như già thêm mấy tuổi, xuất hiện tóc bạc ở trên đầu, nến nhăn chồng chất lên nhau mà hiện lên. Mặc dù là biến thành bộ dáng như vậy, nhưng mà ở bên trong con mắt vẫn đục, vẻ oán độc không giảm bớt, mà càng thêm đậm. Tiểu tử, ngươi giết nhiều người của Vạn Hạt Môn như vậy, lão phu sao có khả năng bỏ qua cho ngươi? Nhìn thấy vẻ mặt oán độc của Hà Tất Nham, sắc mặt của Mỹ Đỗ Toa cùng Tiểu Y Tiên đột nhiên thay đổi, thân hình chớp lóe lên, sau đó xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Viêm, vội vàng xem xét. Không có việc chứ? Bàn tay nhỏ nhắn của Mỹ Đỗ Toa ở trên người Tiêu Viêm tìm tòi, thành âm có chút lo lắng nói, một kích kinh khủng lúc trước của Hà Tất Nham tuyệt đối không phải là phô trương thanh thế, lấy thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, nếu bị đánh trúng, kết quả tất nhiên là sẽ không tốt. Tiêu Viêm lông mày nhíu lại, tâm thần cấp tốc ở trong thân thể xem xét, nhưng lại không phát hiện chỗ nào có điểm không thích hợp. Tiêu Y Tiên gương mặt cũng có chút ngưng trọng, ánh mắt ở trên người Tiêu Viêm lướt qua, chợt như phát hiện cái gì đó. Bàn tay nhỏ nhắn xé y phục của Tiêu Viêm, nhất thời ba người đều nhìn thấy trên ngực có một hắc ban và những tia hắc tuyến đang lan ra một cách quỷ dị. Đây là cái gì? Vừa nhìn thấy việc này, Mỹ Đỗ Toa nhất thời ngẩn ra, vội vàng hỏi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái hắc ban quỷ dị, Tiểu Y Tiên cũng vào một ngụm lương khí, cắn răng nói, dĩ nhiên là ma độc ban, cái lão vương bát này thật là độc ác à. Ma độc ban là cái gì? Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa cùng Tử Nghiên ở bên cạnh vội vàng hỏi. Ở Xuất Vân Đế Quốc có một loại chiêu thức thâm độc, có thể đem độc đấu khí toàn thân ngưng tụ lại một chỗ, bắn vào trong thân thể của địch nhân. Cuối cùng hình thành một khối hắc ban, khối hắc ban này sẽ không ngừng sinh ra những đường độc tuyến, mà những đường độc tuyến này nối với mỗi huyệt vị trên thân thể. Người bị trúng chiêu này, kinh mạch trong cơ thể sẽ nhanh chóng thối rửa, cuối cùng nhận vô tận thống khổ mà chậm rãi chết đi. Âm thanh của Tiểu Y Tiên tràn ngập lửa giận. Bất quá một khi đã thi triển ra chiêu này, thì người thi triển vì đấu khí bị phân tán theo chiêu thức mà suốt đời biến thành một phế nhân. Nghe được lời Tiêu Y Tiên nói, Tiêu Viêm sắc mặt kịch biến, đấu khí ở trong cơ thể một lần nữa cấp tốc vận chuyển. Sau đó khống chế tâm thần một lần nữa ở trong cơ thể đảo qua, nhưng mà vẫn như cũ không hề phát hiện ra một khối ma độc bạn đến cùng là đang ở địa phương nào. Làm thế nào có thể đem nó hóa giải? Mỹ Đỗ Toa sắc mặt âm trầm một cách đáng sợ, không gian ở xung quanh thân thể không ngừng rung động mãnh liệt, hiển nhiên, trong lòng nàng lúc này đã không thể giữ được bình tĩnh nữa. Nếu là một đấu vương bình thường thi triển ma độc ban, ta có thể giải trừ. Bất quá cái này là của lão tạp mao Hà Tất Nham kia cũng là một đấu tông cường giả, dù là ta muốn giải trừ được cũng cực kỳ khó khăn. Tiểu Y Tiên chần chờ một lúc, rồi có chút xấu hổ nói. Tiểu Y Tiên vừa nói xong, sát khí ngập trời từ Mỹ Đỗ Toa bạo phát ra, cảm nhận cổ sát khí nồng nặc này, với định lực của Tiểu Y Tiên cũng không nhịn được mà biến sắc. Lão tạp mao, đem giải dược giao ra đây. Mái tóc dài không có gió mà nhẹ nhàng tung bay, thân hình Mỹ Đỗ Toa chợt lóe lên, sau đó xuất ở bên cạnh Hạ Tất Nham với vẻ mặt oán hận. Bàn tay nhỏ nhắn trực tiếp kẹp lấy yết hầu, âm thanh đầy âm hàng như từ cửu u truyền đến. Hắc hắc, khi đã thi triển ra ma độc ban, lão phu cũng chẳng sống được không lâu nữa, có thể làm cho tiểu tử này đi theo ta, vậy cũng xem như là không cô đơn. Nhìn Mỹ Đỗ Toa trong mắt đầy sát ý, Hà Tất Nham cười khan nói. Mỹ Đỗ Toa gương mặt lạnh giá, bàn tay nhỏ nhắn trực tiếp cầm lấy cánh tay của Hà Tất Nham. Sau đó bỗng nhiên xé ra, tiên huyết tung tóe khắp bầu trời, sau đó lại nắm lấy cánh tay kia, tiếp tục xé rách ra. Nói, hay không nói, không có tay thì còn chân, ta cũng có thể giúp ngươi mổ bụng lấy dạ dày ra. Tiện tay đem cánh tay vứt đi, âm thanh của Mỹ Đỗ Toa vẫn băng lãnh như trước, không hề có tình cảm.
Đau nhức làm cho trong miệng Hà Tất Nham phát ra những âm thanh tê tê, trên trán cũng đầy mồ hôi lạnh. Bất quá hắn vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, âm thanh kịch liệt nói, ha ha, để cho hắn bồi tiếp với cùng lão phu a, các người có phải rất tức giận? Ha ha, ta chính là muốn loại hiệu quả này. Trong con ngươi của Mỹ Đỗ Toa tràn ngập hàn ý, một cước đá Hà Tất Nham lên, nhất thời tiếng xương cốt bị gãy vang lên. Ngươi đã ngoan cố, ta liền cho người biết ngươi càng coi trọng tiểu tử kia, ha ha, thì ngươi càng thống khổ. Ca, ca. Sát ý của Mỹ Đỗ Toa gần như chuyển thành thô bạo, nàng vung mũi chân lên, nhất thời đầu gối của Hà Tất Nham cũng vỡ ra. Hai chân uốn thành một vòng cung quỷ dị, toàn bộ thân thể bây giờ đã không giống như là của con người nữa. Bị Mỹ Đỗ Toa ra tay hành hạ độc ác như vậy, Hà Tất Nham hơi thở ngày càng suy yếu, bất quá trên khuôn mặt ý cười càng thêm đậm hơn. Nhìn thấy khuôn mặt đang cười của hắn, Mỹ Đỗ Toa sát ý lần nữa bạo dũng, âm thanh âm lãnh nói, sau khi người chết, ta sẽ đem tất cả người của Vạn Hạt Môn chôn cùng ngươi, dù còn lại một chó, cũng tuyệt đối không bỏ qua. Trong lời nói của Mỹ Đỗ Toa đầy sát ý lành lạnh, rốt cục gương mặt đang cười của Hà Tất Nham cũng cứng lại, một lát sau, chậm rãi nhắm mắt nói, ngươi muốn như thế nào liền làm như vậy a, Ma Độc Ban, mặc dù ta là người thi triển, nhưng cũng không có biện pháp giải trừ, cho nên ta cũng không có cái gì giải dược. Phốc. Kiên nhẫn mỏng manh trong lòng, rốt cục cũng bị sát ý phô thiên cái địa lấn áp, trong mắt Mỹ Đỗ Toa đầy sát khí, bàn tay nhỏ như lưỡi dao, trực tiếp cắm vào trong lòng ngực của Hà Tất Nham, bàn tay nhỏ bỗng nhiên nắm chặt lại, trái tim bên trong lập tức bị chấn nát. Trái tim bị chấn nát, sinh cơ trong mắt Hà Tất Nham nhanh chóng biến mất, một lát sau liền biến thành một cổ thi thể băng lãnh. Chậm rãi rút bàn tay lại, đem thi thể Hà Tất Nham tùy ý vứt đi, tóc dài phía sau Mỹ Đỗ Toa lay động, tiên huyết đầm đìa trên bàn tay, nhìn bộ dáng như vậy, thật giống như từ địa ngục đi ra. Đem Hà Tất Nham đánh chết, nhưng sát khí trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa tràn ra không giảm mà lại tăng, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi rời xuống phía Vạn Hạt Môn phía dưới, sát ý tận trời, làm cho mọi người trong Vạn Hạt Môn như rơi vào hầm băng. Ngay khi Mỹ Đỗ Toa trong đôi mắt đã đỏ sậm chuẩn bị không kiên kỵ gì mà tàn sát, thì một tiếng quát bất đắc dĩ vang lên. Thải Lân, trở về. Nghe tiếng quát quen thuộc, Mỹ Đỗ Toa thân thể mềm mại ngừng lại, đôi mắt đỏ sậm mới giảm bớt một chút, hơi lưỡng lự một chút, rốt cục cũng xoay người hướng về phía Tiêu Viêm bay qua. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa cắn chặt răng đứng trước mặt, Tiêu Viêm cũng cười khổ thở dài một tiếng, lấy từ trong nạp giới ra một mảnh vải, đem tiên huyết trên bàn tay nhỏ lau sạch đi. Đi, ta mang ngươi quay về Gia Mã Đế Quốc, nếu như Cổ Hà không thể giúp ngươi giải độc, ta liền mang ngươi đi đến đại lục tìm người có năng lực giúp ngươi giải độc. Trở tay nắm lấy tay Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa đột nhiên nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, nhìn dung mạo bị da huyền thú che lấp, trong lòng sinh ra một chút cảm động, nàng dĩ nhiên vì mình mà làm như vậy. Am hiểu về dùng độc nhất là ở chỗ này, còn đi nơi nào để tìm người nữa. Tiêu Viêm khẽ cười một tiếng, đem mảnh vải vứt bỏ, nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên, nói, thứ này thật không có phương pháp phá giải. Tiểu Y Tiên mày liễu nhíu lại, trầm ngâm trong chốc lát, rồi chán nản lắc đầu, nói, đấu tông cường giả thì triển ra Ma Độc Ban, ta thật sự không có năng lực giải trừ, trừ phi có thể tìm được một cường giả cao hơn người thi triển một bậc thì có thể khả năng giải được. Người giải trừ cao hơn một bậc, vậy không phải là một đấu tôn cường giả trong truyền thuyết sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng nhíu chặt lông mày lại, nói. Tiểu Y Tiên khóe miệng có chút cay đắng gật đầu, nhìn thấy Tiêu Viêm đang nhíu chặt lông mày, chần chờ một chút, rồi chậm rãi nói, Ma Độc Ban tùy rằng thâm độc, nhưng cũng không phải tất cả đều xấu, trong đó có ẩn chứa đấu khí cả đời của Hà Tất Nham, nếu ngươi có thể đem nó phá giải, như vậy lượng đấu khí khổng lồ kia sẽ là của ngươi. Nhưng đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem nó phá giải trước. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời cười khổ một tiếng, bây giờ bảo toàn sinh mệnh mới là chuyện then chốt nhất, ai mà đi quản trong Ma Độc Ban có ẩn chứa đấu khí suốt đời của một gã đấu tông cường giả chứ? Ma Độc Ban này khi nào thì phát tác? Trầm ngâm trong chốc lát, Tiêu Viêm hỏi về vấn đề quan trọng nhất. Tiểu Y Tiên lần thứ hai chần chờ, một lát sau, rồi bất đắc dĩ thấp giọng nói. Nửa năm. Nghe được Tiểu Y Tiên nói ra thời gian, Tiêu Viêm cũng cảm thấy phiền não, nửa năm thời gian, hắn đi đến nơi nào để tìm đấu tôn cường giả phá giải Ma Độc Ban? Bất quá người cũng không cần phải lo lắng, ta tuy rằng không phá giải được Ma Độc Ban, nhưng có biện pháp có thể làm cho thời gian nó phát tác chậm hơn rất nhiều. Nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên trầm ngâm một chút, có chút xấu hổ nói, nếu không phải nàng đem Tiêu Viêm mời tới, thì cũng không gặp phải loại sự tình này, hơn nữa khi xảy ra chuyện, nàng lại không có khả năng hỗ trợ giải quyết. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới thoáng thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn thấy sắc mặt của Mỹ Đỗ Toa vẫn như cũ cắn chặt răng. Không khỏi cười, nói, yên tâm đi, không có việc gì, nói không chừng phá DIC cái Ma Độc Ban này, giúp cho thực lực của ta tinh tiến thêm. Đối với việc này ngay cả Tiêu Viêm cũng không có bao nhiêu lo lắng, Mỹ Đỗ Toa tự nhiên cũng không để trong lòng, NHING mà nghĩ lại, nàng cũng không có chút biện pháp. Chỉ có thể quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng liếc Tiểu Y Tiên, nếu như người kia đem Hạt Tất Nham giải quyết sớm một chút, thì cũng không như chuyện phiền toái như thế này. Đối với ánh mặt băng lãnh của Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên cũng không mở miệng phản bác, việc Tiêu Viêm trúng độc,
đích xác là có quan hệ không nhỏ cùng với nàng. Được rồi, trước hết đem chuyện ở đây giải quyết, sau đó lại nghĩ cách phá giải ma độc ban. Tiêu Viêm nhìn thấy tình thế của hai nàng trong lúc này, sợ rằng lại xảy ra đánh nhau, nên vội vã cười nói. Tiểu Y Tiên gật gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, từ bầu trời bay xuống, hôm nay cường giả Vạn Hạt Môn tử thương hầu như không còn. Nên Vạn Hạt Môn đã không còn chút nào lực chống cự, bị độc tông chiếm đoạt, chỉ là việc trong dự đoán mà thôi. Nhìn theo bóng lưng của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm lúc này mới nghiêng đầu nhìn Mỹ Đỗ Toa, nói, việc này không thể trách nàng, ta vì hồn điện mà đến, gặp phải chuyện này, cũng là việc ngoài dự đoán. Chăm chú nhìn sắc mặt của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa thở dài một tiếng, khẽ gật đầu, chợt thấp giọng nói, ngươi hiện tại có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Tiêu Viêm cảm giác trong cơ thể một chút, nhíu mày nói, hình như cái này chỉ cần không phát tác, tịnh không có vấn đề gì, mà nếu phát tác, cũng sẽ giống như lời của Tiểu Y Tiên, một khắc là chí mạng. Vậy ngươi dự định như thế nào? Mỹ Đỗ Toa lần nữa tra hỏi, đấu tôn cường giả, đâu phải dễ dàng tìm được. Hơn nữa dù là tìm được rồi, thì cũng không phải là khi không mà giúp ngươi phá giải ma độc ban. Nhìn loại độc công này cũng đoán được, muốn phá giải, như thế nào cũng phải tốn một ít công sức. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trước tiên đem chuyện này giải quyết rồi bàn sau. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng có chút bất đắc dĩ nói. Thấy thế, Mỹ Đỗ Toa cũng chỉ đành thở dài, đôi mắt nhìn về phía Vạn Hạt Môn, trong con NGIOI sát ý thoáng hiện. Sau khi đem một ít tàn dư thanh trừ, thế lực tên là Vạn Hạt Môn, xem như là ở trong Xuất Vân Đế Quốc xóa tên. Mà từ này về sau, Độc Tông có thể nói là độc bá ở trong Xuất Vân Đế Quốc, khó có thế lực nào có thể tranh chấp. Mà sau khi kết thúc đại chiến, Tiểu Y Tiên mang theo ba người Tiêu Viêm, ly khai khỏi Thiên Hạt Sơn, hướng về phía Thiên Độc Thành. Thiên Độc Thành, ở trong vị trí tổng bộ của Độc Tông, mà đã là tổng bộ của Độc Tông, nơi này tự nhiên là đặc biệt xâm nghiêm. Dù là đấu hoàng cường giả, cũng tuyệt đối không có khả năng không một tiếng động mà đi vào, mà điều này, trong mấy năm gần đây, đã được xác minh. Tại sâu bên trong tổng bộ Độc Tông, có mảnh thạch sơn cây cối tươi tốt, mà phiến thạch sơn này là cấm địa của Độc Tông, bình thường chỉ có một mình Tiểu Y Tiên có thể tiến vào. Mà ở phạm vi xung quanh thạch sơn, rải khắp vô số trạm gác ngầm, nếu muốn đi vào trong sơn thạch, dù là một con ruồi, cũng phải bị vô số ánh mắt quét qua, rồi mới có thể bay vào. Ở trong thạch sơn, quái thạch san sát, trong đó trồng đầy đủ loại độc thảo, phát ra độc hương nhàn nhạt. Cuối cùng lượn lờ ở trên thạch sơn, hình thành một màng chướng khí, dù là đấu vương cường giả, cũng không dám tùy ý hít vào. Trong quái thạch, thỉnh thoảng cũng có một ít độc trùng độc xạ ẩn hiện, những thứ này ở bên ngoài đều là độc vật quý hiếm. Nhưng mà ở chỗ này lại có rất nhiều, sự cất giấu của Độc Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Ở vị trí trung tâm, có một đám hắc thạch tạo thành một cái ao nhỏ, xung quanh ao có bốn đầu độc xà, cự xà mở cái miệng to lớn, phun ra chất độc, từng đạo dịch thể đen kịt, từ đó mà không ngừng tràn ra, cuối cùng dung nhập vào trong ao. Bên trong là một màu nước đen kịt, nước trong ao triệt để là màu đen, mắt thường căn bản là khó nhìn thấy đáy, thậm chí là linh hồn lực lượng cũng khó mà dò xét được. Ở trên không trung, quanh quẩn ẩn hiện vũ khí, mà nhìn những vũ khí này, rõ ràng là kịch độc. Bên cạnh thạch trì, có ba đạo nhân ảnh đang đứng, ánh mắt của các nàng lúc này đang chăm chú nhìn vào thân thể xích lõa của thanh niên trong ao. Ngươi nói độc thủy trong ao sẽ không gây tổn thương gì cho Tiêu Viêm sao? Mỹ Đỗ Toa ánh nhìn vào màu nước đen kịt trong ao, cẩn thận nói. Ao độc thủy này là do ta phối chế các loại thượng đẳng độc vật cùng độc trùng mới tạo ra, độc tính trong đó tổng hợp với nhau, lại sinh ra một loại năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Tiểu Y Tiên ngồi xổm xuống, bàn tay khẽ chạm vào mặt nước, mà nếu là người bình thường chạm vào đều sẽ bị độc tính ăn mòn, sau đó nhẹ giọng nói. Bất quá độc thủy dù sao cũng là độc thủy, trong đó ẩn chứa chất độc cực mạnh, nhưng cũng chính là thứ mà Tiêu Viêm cần, bên trong hắn có ma độc ban. Mà ở trong ao tu luyện, lại phối hợp với hướng dẫn của ta, có thể dĩ độc chế độc, đem ma độc ban trong cơ thể áp chế, kéo dài thời gian phát tác. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa liếc về phía Tiêu Viêm đang nhắm chặt đôi mắt, người kia bây giờ tựa hồ cũng không có điểm nào bất thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tiểu Y Tiên chậm rãi di chuyển xung quanh ao, đôi mắt đẹp nhìn về phía hắc ban trên ngực của Tiêu Viêm. Lúc này quanh hắc ban đã xuất hiện một vài hạt tử sắc nhỏ, mà những điểm nhỏ này sẽ đem ma độc ban áp chế. Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Y Tiên cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi, chợt ánh mắt chuyển về hướng đỉnh đầu Tiêu Viêm, nhìn thấy một đoàn xương trắng nhàn nhạt bốc lên. Lại cảm nhận nhiệt độ nóng cháy trong cơ thể Tiêu Viêm phát ra, nói, tình huống so với ta tưởng tượng còn tốt hơn, trong cơ thể Tiêu Viêm có dị hỏa. Tuy rằng không có khả năng phá giải ma độc ban, nhưng cũng có một chút tác dụng ngăn trở, phối hợp với độc thủy trong ao, có thể áp chế ma độc ban lâu hơn một chút. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa cũng từ nghiêm cũng thở ra một hơi, trầm ngâm một lúc, nói, như vậy bây giờ đã thành công rồi sao? Tiểu Y Tiên hơi lắc đầu, nói, độc thủy chỉ tiến vào trong cơ thể Tiêu Viêm, như vậy vẫn chưa đủ, mà phải thông qua dẫn đạo mới có thể triệt để áp chế ma độc ban. Vậy còn chần chờ gì nữa? Nhanh làm đi à? Mỹ Đỗ Toa lông mày cau lại, tựa hồ bất mãn đối với sự chần chờ của Tiểu Y Tiên. Nghe thấy lời này, Tiểu Y Tiên liền bĩu môi, muốn cãi lại,
nhưng sợ đánh thức Tiêu Viêm, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nói, thúc giục cái gì? Muốn dẫn đạo phải chờ đợi thời cơ, lo lắng xung có lợi ích gì? Vậy hiện tại thời cơ đến chưa? Mỹ Đỗ Toa cũng sợ quấy rầy Tiêu Viêm, tuy rằng trong lòng có khúc mắc với Tiểu Y Tiên, nhưng bây giờ cũng không dám cùng nàng đấu khẩu. Bị Mỹ Đỗ Toa thúc giục, Tiểu Y Tiên cũng có thể bất đắc dĩ gật đầu, chợt như nghĩ đến việc gì đó. Trên gương mặt đột nhiên hiện lên một mảnh đỏ ửng mê người, hàm răng cắn vào môi đỏ mọng, nói, các ngươi trước tiên ra ngoài, chờ ở ngoài thạch lâm. Nghe vậy, nhất thời hai mỹ nhân một lớn một nhỏ đều quay đầu hồ nghi nhìn Tiểu Y Tiên. Mỹ Đỗ Toa song trưởng khoanh lại, không muốn đi, thản nhiên nói, có không muốn cho người ta thấy. Ta phải ở chỗ này bảo đảm sự an toàn của Tiêu Viêm, ai biết người sẽ giở trò gì. Ngươi, nghe được lời nói hồ nghi này của Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên có chút tức giận, bất quá ánh mắt lại nhìn về phía đôi mắt đang nhắm chặt của Tiêu Viêm trong ao. Chỉ có thể cắn răng, nói, quên đi, tùy các ngươi, muốn ở lại thì cứ ở lại đi. Vừa nói xong, Tiểu Y Tiên đứng lên, chần chờ một chút, cánh tay nhỏ nhẹ nhàng cởi cúc áo, cuối cùng khẽ cắn môi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Mỹ Đỗ Toa cùng Tử Nghiên, một thân thể xích lõa, trắng nõn mềm mại, cứ như vậy bại lộ trong không khí. Nhìn thấy hành động của Tiểu Y Tiên, gương mặt của Mỹ Đỗ Toa cũng không nhịn được hiện lên một tia đỏ ửng cực kỳ hiếm thấy, ho nhẹ một tiếng. Chợt như không nhìn thấy gì xoay người sang chỗ khác, một tay kéo Tử Nghiên đang nhìn trộm bên cạnh, sau đó bước về phía thạch lâm bên ngoài. Vẫn không có lớn hơn ta khi ta lớn lên. Bị Mỹ Đỗ Toa kéo đi, Tử Nghiên hắc cười trộm nói, nghe được lời này, Mỹ Đỗ Toa vội vàng bước nhanh hơn, mà Tiểu Y Tiên bên cạnh ao. Trên gương mặt cũng hiện lên một tia tức giận, bất quá đã thấy thân ảnh hai người tiêu thất, lúc này cũng chỉ đành nghiến răng oán hận. Theo ánh mắt thu hồi, Tiểu Y Tiên chân ngọc nhẹ nhàng bước chuẩn bị bước xuống độc thủy, nhìn hình dáng lúc này, giống một mỹ nhân ngư. Cực kỳ động nhân, mà ngay chuẩn bị tiến vào ao, thì đột nhiên cảm thấy cái gì đó, đôi mắt bỗng nhiên nhìn lên, chợt. Trong ao đồng dạng cũng là một đôi mắt sáng quắc mang theo một tia kinh ngạc. Hai ánh mắt chạm nhau, trên gương mặt Tiểu Y Tiên, trong nháy mắt đã nóng lên. Đến đây thì cũng khép lại phần 5 tập 83 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.